tại sao Việt Nam luôn có những người đi rừng xuất sắc? Thán phục câu trả lời của Lê Vi và anh phiên dịch Thông Thạo 7. Lượt đi vòng bảng chung kết thế giới đã chính thức khép lại với tương đối nhiều bất ngờ. Thất vọng nhất có lẽ phải kể đến khu vực LCS khi ba hạt giống của Bắc Mỹ đang thất bại toàn tập trên sân nhà với hiệu số 3 trắng. Và GAM cũng vậy, chưa thể có được chiến thắng đầu tiên. Lê Vi, người đội trưởng của GAM, có lẽ là tuyển thủ duy nhất vẫn còn giữ được sự tự tin sau những thất bại liên tiếp đấy. Lê Vi cũng đã có những cuộc phỏng vấn với các trang báo như One Esports về những câu hỏi liên quan đến lần trở lại chung kết thế giới này, một số vấn đề về Ben Bích Tướng. Trong đấy có một câu hỏi rất thú vị trong buổi phỏng vấn với Corizon, trang báo uy tín từ Hàn Quốc như sau. Khu vực VSET được biết tới với những người chơi có kỹ năng tốt, đặc biệt là vị trí đi rừng. Theo bạn, tại sao lại như vậy? Với câu hỏi này, Lê Vi đã khá ngập ngừng vì lo ngại nói về vấn đề lịch sử và chiến tranh sẽ khá nhạy cảm. Anh phiên dịch Thông Thạo 7 cũng phần nào đấy hiểu được câu trả lời. Và sau một hồi trao đổi vui vẻ, câu trả lời vẫn được đưa ra khiến người hâm mộ cực kỳ thích thú, đan xen cảm giác tự hào. Việt Nam không chỉ nổi bật với gaming hay Liên Minh Huyền Thoại, mà còn cả với những vấn đề lịch sử và những cuộc chiến tranh kéo dài. Đây chỉ là một câu nói vui vẻ, rằng có lẽ khu vực VSET có nhiều người đi rừng xuất sắc là vì chúng tôi đã từng có nhiều cuộc chiến, chiến thắng giòn giã trong rừng, ngoài đời thật. Thì câu hỏi này là một câu hỏi mà chị Ashley là chị mới nghĩ ra, mới tự nhiên nghĩ ra thôi, là mọi người hay thường nói là Việt Nam sản sinh với những tuyển thủ chơi hay và đặc biệt là chỉ đi rừng. Thì of course là có Sọp rồi Levi rồi sau này là có cả DJ và những người đi rừng khác. Thì tại sao anh lại nghĩ rằng là Việt Nam lại có những nhiều người đi rừng cũng như là nổi tiếng trên thế giới? Khu rừng của chúng ta Ôi, có nhạy cảm quá không khi mà nói về cái kiểu nó là kiểu truyền thống ấy, nhưng mà mọi người kiểu anh nói đi không sao đâu, anh hơi nhạy cảm không? Thì thôi nói chung thì kiểu mọi người nghĩ đến Việt Nam thì nhiều khi là không chỉ là game, nhiều khi bên ngoài game thì người ta cũng ấn tượng đến lịch sử. Hơi nhạy cảm không? It's okay. we're just saying that because like he asked me is it a bit too sensitive or not, because like we were saying that besides like League of Legends and gaming, and Vietnam is known for its history, and you know like during the war there's a lot of like. Một câu trả lời thực sự làm nức lòng người hâm mộ khi nước Việt Nam chúng ta đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến tranh, bao nhiêu lần dân tộc bị đồng hóa. Tuy nhiên nhờ sự đoàn kết, tinh thần yêu nước, công sức của Bác, thế hệ ông cha đã không tiếc xương máu hy sinh mới giành lại được nền hòa bình như hôm nay. Hy vọng trong 3 trận đấu còn lại, với tâm thế không còn gì để mất, các thành viên GAM có thể tự tin chiến đấu hết mình trên đấu trường quốc tế để tự hào 2 tiếng Việt Nam.